quý vị và các bạn, trong quá trình thi công các công trình xây dựng, ngoài việc đảm bảo chất lượng, tiến độ, vệ sinh môi trường, thì công tác đảm bảo an toàn giao thông trong thi công cũng rất quan trọng. Bởi nếu không thực hiện tốt việc này thì rất dễ để xảy ra những tai nạn đáng tiếc. Phóng sự sau phản ánh tình trạng thi công trên tỉnh lộ 156. Đây là những hình ảnh chúng tôi mới ghi nhận trên tuyến tỉnh lộ 156. Phản ánh của người dân cho biết, việc nâng cấp mở rộng tỉnh lộ 156 từ Kim Thành đi Ngòi Phát, người dân rất phấn khởi. Tuy nhiên, xe tải trọng lớn vận chuyển đất đá từ các điểm san gạt chạy liên tục trong ngày, đất đá vương vãi ra đường. Bụi bẩn khiến cuộc sống của những gia đình hai bên đường ảnh hưởng. Xe đi lại khá đông, mà rất là bụi bặm. Nước ở đây thì từ hôm qua này thì họ tưới, nhưng mà theo tôi là chưa đảm bảo là được đảm bảo đâu. Bởi vì là nó tưới mức độ nó quá ít, nên là một tí là nó khô rồi, tí nó lại bụi mùi ra người à. Theo quy định, việc đảm bảo vệ sinh môi trường và trật tự an toàn giao thông trong khi thi công các công trình giao thông đều được tính toán phê duyệt trong dự toán xây dựng. Đây cũng là yêu cầu bắt buộc mà đơn vị thi công phải thực hiện. Bởi vậy, trước tình trạng trên, các cơ quan chức năng cần kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời. Qua đây thì Ủy ban nhân dân xã Quang Kim cũng đề nghị, thứ nhất là chủ đầu tư, là ban quản lý ODA của tỉnh, cũng như là các cơ quan của tỉnh thực hiện chủ đầu tư có dự án, để quan tâm triển khai, khi triển khai cái dự án thì quan tâm đến vấn đề môi trường, đặc biệt là cái vấn đề bụi do ô tô cũng như máy móc thiết bị gây ra. Theo Điều 20 Nghị định 100 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, thì hành vi chở chất thải vật liệu xây dựng dễ rơi vãi mà không có mui bạt che đậy, hoặc có mui bạt che đậy nhưng vẫn để rơi vãi, chở hàng hoặc chất thải để nước chảy xuống mặt đường gây mất an toàn giao thông và vệ sinh môi trường, sẽ bị phạt tiền từ 2 đến 4 triệu đồng. Ngoài ra còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định. Mặc dù quy định rất rõ ràng, nhưng việc thi công tỉnh lộ 156, các đơn vị thi công chưa thực hiện nghiêm túc.